ái biệt ly khổ đấy, yêu nhau phải xa lìa là khổ, Phật dạy. Thương yêu nhau phải xa nhau, không được ở gần nhau, rất khổ. Rồi oán tắng hội khổ, mà ghét nhau, không ưa nhau thì lại cứ ở gần nhau. Nghe không? Mà thường cái trò là như thế, không biết nhân duyên sắp đặt thế nào. Thường là những cái người không ưa nhau thì lại rất hay có duyên phải ở với nhau. Hoặc là cái người này này, cái nghiệp ấy, nghiệp nó tinh vi lắm, thưa đại chúng. Nghiệp nó tinh vi. Cái bản chất của cái nghiệp này ấy là hai người này không ưa nhau. Thì lúc đầu cái nghiệp nó sẽ màu đầu, nghe không? Nó sẽ cho hai người lúc đầu là thích nhau, thế để ở với nhau. Xong rồi cái nghiệp chính nó mới trổ ra, nó dụ đấy. Đại chúng hiểu không? Giống như là mật nó dụ ruồi ấy. Con ruồi thì ngửi thấy mùi mật là ngọt, nhưng đâu biết là trong mật ấy là có thuốc độc. Cũng vậy, đại chúng thấy nhé, cái nghiệp nó rất là gớm, nó để cho hai người này, nghe không, mà ở với nhau hành khổ nhau được. Thì nếu mà ngay từ đầu mà gặp nhau tính chuyện hành khổ nhau thì không bao giờ gặp nhau đâu, mà nó phải mớm làm sao cho hai người này ở với nhau thích đã, gọi là cắn câu nhau rồi bắt đầu nó mới hành khổ, nó mới sinh ra. Đấy, đại chúng thấy nghiệp nó gớm không? Nó như thế đấy chứ. Thế cho nên bao nhiêu cặp vợ chồng lúc đầu mà chả yêu à, yêu say yêu đắm, đúng không? Thế nhưng bắt đầu xong rồi về hợp đồng với nhau xong, ký xong cái bắt đầu hành nhau. Đấy, rồi về nhà bắt đầu chửi nhau, đánh nhau, đủ thứ chuyện. Rồi không ưa nhau rồi làm hành, làm tỏi nhau, rất khổ. Đấy là nghiệp đấy. Nó dẫn cho mình vào để mà trả ân trào án với nhau. Thế chúng ta thấy không? Nghiệp, cái sức của nghiệp nó cực kỳ là giỏi và tinh vi lắm. Cho nên là chưa hẳn trông thấy nhau thích mà đã là hợp đâu. Nhé. Yeah.